chào quý anh chị nhé. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay thì mình cũng do các bạn ạ, cũng do là thời gian mấy hôm nay do nó trời nó mưa quá thì mình cũng không có ra được video đó các bạn đâu. Thì là mình cũng rất là mong rằng là tất cả các bạn thông cảm vì là mưa quá. Trên này nó mưa được khoảng tuần nay rồi. Mình cũng không có ra được cái video đó các bạn đâu, thì là các bạn thông cảm cho mình nhé. Thì như vậy thì là hôm nay mình sẽ với lại chia sẻ các bạn một cái nữa là hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi trồng đậu các bạn. Trồng đậu thì mùa này cũng gọi là trồng vụ này là vụ đầu mùa đấy. Vụ này thì cũng gọi là vụ đầu mùa thôi. Thì bây giờ người dân có một số thì người ta cũng phát hết rồi. Đây như các bạn anh thấy trên kia, mình sẽ cho các bạn xem một chút. Đây các bạn này, ở cái chỗ kia, đấy cái chỗ tay mình chỉ thẳng nó đó. Đây đây. Đây cái chỗ đấy là người dân nó như kiểu là nó không có cái nương mà nó bằng phẳng thì là người dân người ta sẽ đi phát cái mới. Đó, thì trồng nó sẽ tốt hơn là mình trồng ở bên trong cái nương rẫy trồng ngô của mình. Đó, thì là hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn là hôm nay hai vợ chồng mình ra trên này trồng đậu ở những cái khe đá thôi. Gọi là nó cũng không bằng cho lắm. Đó, thì mình cũng muốn rằng là mời tất cả các bạn cùng mình theo dõi và nếu các bạn xem thấy video mình có hay thì để cho mình xin một nút đăng ký và chia sẻ các bạn nhé. Thôi bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng mình khám phá các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi trồng thôi. Mình cần phải đi nhổ xong chốc nữa, chắc là chốc nữa sẽ trồng các bạn. Tôi xin mời các bạn nhé. Đây các bạn này, chốc nữa là hai vợ chồng mình khả năng là không biết là sẽ trồng ở đâu. Cái chỗ này là mấy bữa trước là mình cũng có ra nhổ cái cỏ đi rồi nhưng mà vẫn chưa xong các bạn ạ. Vì do là mình cũng để gần một tuần nay rồi ấy thì nó cũng không khô được. Để hôm nay gọi là ráo một tí rồi, hôm nay mình hai vợ chồng mình sẽ ra làm nốt. Đây các bạn trông thấy là bây giờ trong ngô ở đây thì cũng đến mùa thu hoạch lắm rồi. Rất là vàng. Gọi là lá thì xem trong máy thì không thấy mấy, còn xem trực tiếp ở ngoài này thì những cái lá này vẫn còn có lá xanh, nhưng cái bát thì cực kỳ khô rồi các bạn ạ. Mùa thu hoạch gọi là cũng đến rất là gần đây rồi. Nhưng mà ngô bây giờ thì chỉ là còn của họ thôi. Đây của mình đã thu xong rồi này các bạn này. Đây của mình là cái từ cái đầu này, ra đến đây. Đó. Thì cái của mình là mình trồng cái ngô lai ấy, thì mình cũng đã thu hết rồi các bạn ạ. Vì cái ngô đấy là nó chín sớm hơn là cái ngô địa phương mình đây. Thì cái ngô này nó rất là thấp, nó không có cao như kiểu cái ngô địa phương này. Đây trong các bạn có thể nhìn thấy rằng là trên màn hình đây thì là đây cái chỗ mà ngô địa phương của nó đây này. Ngô địa phương đây cân nó gọi là cũng cao hơn một nửa luôn. Đây, còn cái ngô lai này thì nó thấp lắm. Nhưng mà năng suất thì nó rất là cao. Đó. Đây các bạn này. Ở trong màn hình thì còn rất là xa. Đấy thì là đây ở bên trên kia, đây cái khu này này. Hôm nay là anh bên kia đang thu ngô. Rất là đông các bạn ạ. Đây mình sẽ tua về gần chút để cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ạ. Có người nhưng mà gọi là cũng khá là xa. Cũng gọi là không nhìn rõ mấy đâu. Đấy. Cho các bạn nhìn thấy đây, bên dưới này. Đó, chỗ này cũng có mấy người. Gọi là rất là xa, cho nên là không thể quay cho các bạn xem gần được. Họ đông vui lắm, hôm nay là mình cũng gọi bảo là không có thời gian mấy, mình cũng không sang giúp được. Đó, thì hôm nay hai vợ chồng mình ra trồng đậu ở đây. Đó, mình sẽ cho các bạn ngắm một chút cái đồi đá ở trên chỗ mình này các bạn nhé. Hiện tại bây giờ mình đang ở rất là cao. Đây mình ở trên một hốc đá rất là cao này. Đó, cho các bạn nhìn thấy xuống dưới kia nó rất là cao luôn. Nó khoảng độ 7-8 mét gì đó. Rất là cao. Ở trên này thì trồng rất là nhiều ngô luôn các bạn ạ. Đây cái trồng cái ở trong cái xóm mình thì là ngô chỉ tập trung hết vào cái chỗ này. Đó. Và cái chỗ mình đang ở đây. Nó tập trung hết rải rác ở tít trên kia luôn các bạn ạ.
gọi là trong này thì cũng có gì gạo, lô ngô, lụa ngô thì à, ngô thì gọi là khá là nhiều nhưng mà gạo thì ít các bạn nhé. Người dân thì sinh sống bằng chủ yếu thì là làm nương rẫy thôi, còn lúa thì rất là ít. Đó. Đây gọi là bây giờ thì ngô ở đây đâu thì gọi là cũng nên thu hết luôn rồi. Hết rồi. Đây vàng hết sạch em các bạn nhé. Cái này dân phải tận dụng vào những cái ngày nắng thì dân thu thì nó mới đảm bảo được. Còn nếu mà nó mưa quá thì mình thu về đến nhà thì nó ngô nó bị mốc hết các bạn nhé. Đây ngô thì bây giờ cũng vàng hết rồi. Xanh thì chỉ còn một nửa thôi các bạn nhé. Đó. Đây của mình để thu hết rồi này. Của mình có thu chốt nốt à, thu trước được vài hôm. Đó, thì là của anh trai thì là cũng thu sau vài hôm nữa thôi. Của anh trai thì bây giờ cái thân còn hơi bị nhiều. Đó, thì bây giờ mình không nói nhiều nữa nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm thôi. Cho các bạn ngắm chút xong mình đi làm các bạn nhé. Đây các bạn trông nữa mình sẽ làm dưới này các bạn ạ. Đây vợ mình đang đứng đây này. Đó, đây. Đấy, đẹp tí. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi làm nhé các bạn nhé. Đây vừa đấy là mình chào cái đá này rất là cao này. Đây vừa đấy mình ở chỗ trên chỗ hốc đá này này. Đó, rất là cao. Trên đấy cực kỳ là mát.
Các bạn bây giờ mình chuẩn bị nấu cơm trưa ăn nha các bạn nha. Đói à, 12 giờ đó. Mẹ. Các bạn nhìn thấy mình vặt rau trên này giống như thế nào các bạn? Nhìn vặt rau trên này vặt nhanh lắm, không như các bác ở ngoài đâu. Các bác ở ngoài là phải tước từng ít một, nó chậm lắm. Nhưng mình trên này là cứ thế mà toàn thôi. Mà phát nhanh lắm. Nước sôi lắm rồi. Do vừa đấy mình mải chơi quá cho nên mình không tước rau, bây giờ mới bắt đầu làm. Rất là khói các bạn. Khói này mình dài nhanh lắm. Đây, các bạn này, sập sôi rồi. Tí nữa được ăn các bạn nha. Đây các bạn ạ, bữa trưa của mình đây các bạn ạ. Bữa trưa mì tôm kokomi với lại rau bí này các bạn này. Mình nghĩ là chắc là vẫn ngon các bạn ạ. Vì là mình ăn ở trên nương này nó ngon, khác hơn ở dưới bên dưới nhà đó. Đây, bữa cơm thì gọi là cũng chẳng có gì đâu. Đây, rau này với lại một ít mới một quả bí con bé bé này các bạn này. Đó, đây là mì tôm. Và đây là cơm thôi các bạn nhé. Đây này, sáng nay mình cũng có lấy một ít cơm ra. Đây, hai cái thiệt con. Đấy, trong đó là vợ một cái, mình xé một cái nữa. Thôi bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng mình ăn cơm các bạn nhé. Tuy rằng là không ngon nhưng mà mình cũng rất muốn mời tất cả các bạn cùng mình ăn để cho mình ăn ngon miệng hơn các bạn nhé. Đây, mình mời các bạn ăn cơm trưa nha. Đói lắm rồi.
Đây mình có một quả ớt nè, ngon lắm. Cay à. Rồi vợ không có bắt lại dùng cái này ăn. Đúng nắp Âu. Ăn này nó no nhanh lắm.